Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video của mình. Thì hôm nay mình xin phép được hướng dẫn newbie cách tìm sen chuột thoải mái với bản thân nhất có thể. Và hãy bắt đầu luôn rồi ạ. Đầu tiên mình muốn nói đến là EDPI. EDPI là gì? EDPI là tổ hợp giữa sen chuột trong game và DPI của bạn, DPI của chuột đấy. Đấy, hai số sẽ nhân với nhau ra hệ số cuối cùng là EDPI. Thì hãy lấy ví dụ sen chuột của mình bây giờ là 2 và DPI của con Zoe của mình hiện đang là 800. Hai số này nhân lên sẽ ra EDPI. Nó là độ nhạy cuối cùng của chuột trong game của bạn. Nếu bạn tăng sen này lên 4 hoặc 5 gì đấy thì độ nhạy sẽ được tăng lên. Và cũng việc như đó, nếu mà sen không tăng mà bạn tăng DPI của chuột lên thì chắc chắn nó cũng sẽ nhạy lên. Rất là nhạy. Đấy là mình vừa tăng DPI xong, giờ mình lại hạ DPI xuống về 800 thôi. Rồi. Bây giờ hãy bắt đầu vào việc tìm sen chuột. Bây giờ mình sẽ xét, ví dụ mình xét sen chuột trong game của mình về một đi. Đấy. Đầu tiên bạn cần phải chọn một cái điểm để sử dụng. Ví dụ mình chọn là nhân vật này là một điểm đi để mình êm vào đấy. Và mình sẽ bắt đầu rút súng ra đứng ở một khoảng cách xa. Tại sao phải đứng ở một khoảng cách xa như này? Tại vì nếu bạn đứng gần quá thì khi bạn êm vào người trên cạnh này thì bạn di chuyển, bạn sẽ cần sen chuột chậm để có thể kéo theo và không có vấn đề gì cả. Nhưng nó sẽ ảnh hưởng nếu mà bạn bắn nhau với địch ở tầm xa, bao gồm cả êm và sấy. Và cũng tương tự nếu mà bạn đứng xa quá, khi bạn kiểm soát này, bạn phải hạ chuột, bạn phải tăng chuột lên, tăng độ chuột nhạy nhạy chuột lên. Thì đến khi xử lý kẻ ở gần thì sen chuột của bạn nhanh quá sẽ làm rất khó xử lý ở gần. Thế nên là mình nghĩ là các bạn đi đến tầm này, nó vừa tập trung không xa quá và không gần quá. Đấy, đầu tiên hãy nhìn vào nhân vật này và bắt đầu. Khi bắt đầu bạn di chuyển sang trái hoặc phải, hãy cố gắng kéo chuột của mình vào tâm người lần này để cái tâm không bị lệch đi. Và bắt đầu khi bạn kéo, hãy kéo một cách rất thoải mái thôi, không cần phải cố quá gì cả. Và bắt đầu rồi. Đầu tiên là mình để sen một, mình đang kéo một cách thoải mái nó có thể, không cần phải gồng tay quá. Mình thấy sen chuột của mình có vẻ rất là chậm bởi vì nó luôn lệch ra khỏi người thằng này. Thế nên là mình sẽ tăng sen chuột lên, ví dụ lên gấp đôi đi. Đấy. Và bắt đầu di chuyển. Lần này thì mình lại thấy nhanh quá. Đây, mình di chuyển bình thường. Nhưng mà có vẻ là tâm đặt vào người này nhưng mà di chuyển thì lại hơi nhạy quá. Thì mình sẽ giảm xuống. Các bạn cứ việc làm như này cho đến lúc bạn tìm được sen chuột thoải mái thôi. Các bạn có thể tăng 0,1 một lần. Còn mình thì cứ giảm xuống 1,5 thử. Đây, mình sẽ kéo lại lần nữa. Đấy, có vẻ lần này là tâm của mình đã hơi dính vào rồi. Mình sẽ quay thử thêm, các bạn nên thử 2-3 lần nhá để xem bản thân có thích nghi được xe này không. Và thấy nó hơi chậm quá, nhanh quá. Và mình thấy xe này cũng được. Mình thấy xe này cũng được, thế nên mình sẽ lấy xe đầu tiên của mình là 1,5. Đấy. Nhưng mà mình biết là mình có thể làm tốt hơn. Mình có thể thoải mái hơn mà vẫn có thể làm xem làm cho cái tâm này đuổi theo được nhân vật. Thế nên mình sẽ thử tăng lên là 0,6 đi. Đấy. Mình kéo thử. Mình thấy tâm này cũng được, tâm này nó khá là dính vào người. Mình cũng thấy khá là dính vào người, nhưng mà liệu có thể tốt hơn được không? Thì mình sẽ thử tăng
lên 1,7. Nhá nào. Mình thấy lúc sang bên tay phải này thì nó sẽ hơi lệch đi quá, tức là nó quá nhanh so với cái tay mình lúc đi sang bên đấy bên phải, thì mình sẽ hạ xuống tầm khoảng một nửa đi, 1,65 đi. Đấy. Đấy. Mình đã thử 3 lần và thấy tâm này là dính nhất có thể rồi. Thế nên là mình sẽ lấy tâm này, sen này là 1,65, là sen chính của mình. Nhưng nếu có trường hợp này xảy ra, nếu mà bạn thấy tất cả các sen này đều thoải mái, tức là 1,5, 1,6 và 1,65 tất cả đều thoải mái, thì phải làm như nào? Thì điều đầu tiên rất là đơn giản thôi. Bạn lấy cái sen hai cái sen bạn cảm thấy thoải mái nhất, cộng hai cái đấy vào, ví dụ sen này 1,5 cộng 1,6 vào, 1,6 vào, xong tất cả chia hai ra là bạn sẽ có sen mới. Nó là tổ hợp của hai sen này, nó vẫn sẽ làm bạn cảm thấy thoải mái. Ví dụ là 1,6 cộng 1,5 đi là 3,1, sen của mình là 3,1 đấy. Rồi chia đôi ra, 3,1 chia cho 2 sẽ là 1,55. 1,55. Đấy. Tổng xe sẽ là 1,55. Và mình sẽ di chuyển thử. Xe này cũng đứng nhưng mà hơi chậm. Điều tiếp theo là bạn cần phải chọn giữa tất cả các sen với nhau cho đến lúc tìm sen phù hợp thôi. Ví dụ mình thấy 1,55 nó hợp lý, tức là nó không tuột khỏi tay. Còn mình thấy là trong hai cái sen này với sen tổng này thì sen 1,5 này không hợp lý, mà 1,6 với 1,55 như vậy, thì mình lại lấy tổng của 1,6 cộng với 1,55, 1,6 cộng với 1,55, sau đó lấy tổng này chia cho đôi, 1,6 cộng 1,5 này tất cả chia đôi này, mình sẽ được nó là sẽ là 1,57, 1,57. Và mình sẽ tiếp tục di thử em. Đấy, các bạn có thể thấy sau hai lần cộng hai cái sen bạn cảm thấy thoải mái nhất và chia đôi ra, bạn sẽ được một sen khác tốt hơn. Cái điều này là mình học của người khác và mình muốn chia sẻ với các bạn thôi, không phải là cái này là mình biết đâu. Đấy, nếu bạn thấy xe này thoải mái rồi thì bạn sẽ giữ lấy cái xe này. Và có một điều mà bạn không được quên là phải kiểm tra xem là xe này có thể quay được 180 độ hay không trong cái mục path chuột của bạn. Và tôi thấy xe này cũng quay được 180 độ. Đấy, nó sẽ phù hợp với xe của bạn thôi. Đấy, quay được 180 độ, di tâm rất là thoải mái. Đấy. Cái vấn đề còn nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao phải tìm xem thoải mái để đi theo nhân vật này, thì lúc trước mình đã nói rồi, xem chậm quá, xem nhanh quá sẽ là như nào. Còn việc bạn êm được từ nhân vật này tới nhân vật kia không, là cái đấy là phải do bạn luyện tập nhiều thì bạn mới có thể bắn được. Và video cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn lần sau.